Kỳ Lân trân trọng kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lân Luxury. Và hôm nay một chủ đề về sản phẩm thời trang. Kỳ Lân trân trọng giới thiệu bộ sưu tập những sản phẩm đồ da mà rất cao cấp tại Kỳ Lân Luxury. Đó chính là sản phẩm ví cầm tay nhưng mà đa năng và unisex dành cho tất cả mọi người. Đây là một mẫu ví mà Kỳ Lân gọi là mẫu ví cầm tay quốc dân của Kỳ Lân Luxury. Đó là sản phẩm bằng da cá sấu và kiểu dáng cầm tay có chức năng có thể đeo được, đeo vai hoặc cầm tay và bỏ được rất nhiều vật dụng rất cần thiết cho chúng ta. Ví dụ như là điện thoại nè, tiền nè, giấy tờ nè, thẻ ATM, căn cước công dân, những cái vấn đề là về những cái vật dụng nho nhỏ mà dùng hàng ngày rất quan trọng, chúng ta có thể để gọn gàng trong cái ví cầm tay này. Tất cả chất liệu để tạo nên những sản phẩm này là bằng da cá sấu. Và da cá sấu này được nhập từ các công ty chuyên thuộc da cho các hãng thời trang da lớn trên thế giới như là LV, Hermès, v.v. Và những con da này được thu hoạch từ vùng Amazon và được nuôi theo tiêu chuẩn lấy da chuyên nghiệp cho các hãng lớn thời trang, là mỗi con mỗi chuồng và đủ thời hạn bao lâu đó mới được khai thác và mỗi năm được khai thác bao nhiêu, chứ không phải muốn là khai thác, không phải là khai thác vô tội vạ mà phải theo tiêu chuẩn định kỳ và tiêu chuẩn cấp phép. Và mỗi con được nuôi mỗi chuồng khác nhau theo tiêu chuẩn lấy da chuyên nghiệp để tránh trường hợp làm xấu da, đại da cắn xé lẫn nhau, và được thuộc da chuyên nghiệp để nên cái da đẹp như vậy. Và tiêu chuẩn cho thường họ sẽ thuộc lấy phần bụng cho nên da rất đẹp. Thì những con da Kỳ Lân nhập về như thế này, nguồn gốc sản xuất, nguồn gốc xuất xứ, thông tin công ty, tất cả mọi chi tiết đều có đầy đủ. Thường là những công ty này họ sẽ thuộc da, thường họ sẽ lấy da phần bụng, ít có lấy phần chi, bởi vì khi thuộc sẽ những cái chi sẽ làm trầy xước da cho nên là họ ít lấy, và thường nước ngoài dùng là lấy phần bụng. Da cao cấp của các hãng chuyên thuộc da họ sẽ thường lấy như vậy. Đây là nguyên con. Và hiện nay trên thị trường có rất nhiều da cá sấu dập vân, có nghĩa là lấy từ da bò, nguyên tấm da bò rồi dập vân ra da cá sấu. Thì đối với những sản phẩm này, quý khách hoàn toàn có thể yên tâm tuyệt đối 100%, bởi vì tất cả da đều nhập từ các công ty và đầy đủ thông tin về sản phẩm của công ty đó, đồng thời hình dạng của nó là một con cá sấu như vậy, chứ không phải như một tấm da bò vuông hay là chữ nhật hay là gì đó rồi họ dập văng lên, họ cắt ra, họ không có hình thù của con cá sấu, mà đây là một con cá sấu đã được thuộc da, mặt thuộc da và mặt trong hình thù là nó là một con cá sấu. Nên quý khách yên tâm tuyệt đối, chỉ cần nhìn thấy một con cá sấu như vậy là đã an tâm rồi, kèm với những thông tin của sản phẩm về da cá sấu để chúng ta trở nên yên tâm tuyệt đối hơn là những con da này từ các nhà máy lớn chuyên thuộc da cho các hãng thời trang lớn. Và da thì tất nhiên là khi chúng ta làm da hay là bất cứ cái gì cũng đều có loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 vân vân. Thì Kỳ Lân sẽ chọn những con da đẹp nhất, loại tốt nhất, không bị lỗi và hoàn thiện nhất. Bởi vì đồ cao cấp bao giờ cũng hơn những đồ bình thường là về sự tỉ mỉ, sự tinh tế và độ hoàn thiện tuyệt đối. Cho nên là tất cả những con da Kỳ Lân chọn là những con da tiêu chuẩn đẹp nhất, và những con da nào có lỗi là Kỳ Lân sẽ không bao giờ sử dụng. Rất là đẹp. Rồi sau khi đến showroom của Kỳ Lân Luxury để mình chọn những con da đã hoàn thiện thuộc da xong, và mình chọn được màu sắc mình mong muốn và con da mình thích, hoặc là online qua Zalo hoặc website, số điện thoại 0901 247 247 Kỳ Lân sẽ gửi những hình ảnh, thông tin về con da và hình ảnh màu sắc chi tiết về con da. Sau khi quý khách lựa chọn xong, bắt đầu chúng ta sẽ hoàn thiện sản phẩm, thì Kỳ Lân sẽ thực hiện hoàn thiện con da đó thành sản phẩm theo đúng nhu cầu, yêu cầu của quý khách. Cụ thể là mẫu này, nếu như quý khách không thích những mẫu có sẵn là màu này hoặc màu này, thì hãy đến với Kỳ Lân để chọn những màu sắc da theo ý muốn của mình. Sau khi chúng ta chọn được da hoàn thiện thuộc rồi, thì Kỳ Lân sẽ thực hiện lên mẫu như vậy. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem chức năng bên trong của một cái sản phẩm cầm tay, ví cầm tay đa năng như thế nào, công dụng nó như thế nào và tuyệt vời về độ đẹp như thế nào. Đây là một cái ví cầm tay
Kỳ Lân nói là unisex, có nghĩa là dùng được cho nam và nữ, dùng được cho bất kỳ ai thích, bất kỳ người nào vẫn hợp được, bởi vì đây là một cái mẫu unisex, cầm tay rất là gọn, rất đơn giản và rất đẹp. Ở đây là một cái logo hình vương miện, biểu trưng cho sự cao quý, sang trọng, quyền lực và rất là sang. Logo này được làm bằng vàng nguyên khối AU750 và đính trên cái trong cái logo vương miện này là ba viên kim cương thiên nhiên. Nó có một cái phần mặt, đây là phần nắp, thì chúng ta sẽ lật nắp ra. Ở đây có hai cái chốt nút gài cái nắp lại. Chúng ta sẽ nghe cái âm thanh tiếng nút gài. Đồ cao cấp quý khách xài rồi có thể sẽ thấy được những chi tiết này. Đó, kêu rất là đã tai. Rồi sau khi chúng ta lật ra thì bên trong sẽ có một sợi dây. Và sợi dây này để làm gì? Sợi dây này dành cho chúng ta đeo vào khi chúng ta đi công tác xa, đi làm việc xa, đi làm việc nhiều và liên tục, cầm tay mỏi hoặc là chúng ta đang vướng bận tay để làm một việc gì đó, thì chúng ta sẽ dùng sợi dây này để chúng ta đeo. Thì ở hai bên cái ví cầm tay unisex đa năng này sẽ có hai cái móc để mình chốt cái khóa móc vào đây. Và cái sợi dây này có thể tăng chỉnh được nha, tăng chỉnh theo chiều dài thân hình của chúng ta. Rồi chúng ta móc hai cái đầu lại là xong. Lúc này chúng ta có thể mang chéo vào đây. Nếu như muốn ngắn lại thì chúng ta sẽ thâu dây lại ngắn. Nếu như chúng ta muốn dài ra, chúng ta sẽ thả dây dài ra. Trên đây mình sẽ bấm sẵn những cái lỗ như vậy nè. Kỳ Lân sẽ bấm những cái lỗ với một khoảng cách tầm 3 cm. Rồi sau khi chúng ta đến vị trí chúng ta mong muốn thì chúng ta sẽ gài cái chốt lại. Rồi sau khi gài xong thì chúng ta xỏ cái đầu còn lại và sẽ dư đầu còn lại như thế này. Thì ở đây sẽ có một cái đầu khóa bằng da luôn. Chúng ta sẽ đầu cố định lại, mình sẽ cố định cái phần dây đầu dư ra. Khi chúng ta đi lựa đồ, đi công việc mà thao tác tay để dành cho việc khác nhiều quá thì chúng ta sẽ đeo như vậy, hoặc đeo như vậy, hoặc đeo như vậy, tùy tùy. Và bản dây này thì trước giờ thì thường nam là dùng bản dây to, nữ giờ bản dây nhỏ, nhưng với xu hướng hiện tại bây giờ thì cái nhu cầu sử dụng và cái mục đích sử dụng và cái công năng sử dụng hầu như Kỳ Lân thấy được rằng là nam hay nữ đều dùng bản dây vừa như vậy. Trước kia thì phân biệt là nam phải to, nhưng không, xu hướng bây giờ là phải vừa như vậy, rất là đẹp. Rồi khi chúng ta đi cà phê, đi công tác, đi công việc gần hay là mình cứ thoải mái về tay thì chúng ta nên tháo cụm dây ra. Rồi thì thành một cái ví cầm tay rất là gọn gàng và đẹp như vậy. Lật ra thì bên trong này rất là hay nha. Bên trong này sẽ có 3 ngăn. Hai ngăn rất là lớn. Và một ngăn ở giữa để đựng những cái vật dụng, những cái đồ nhỏ mà hay bị rơi rớt thì chúng ta sẽ bỏ vào ngăn giữa này. Và sau đó chúng ta kéo cho kéo lại thì đảm bảo tuyệt đối là vấn đề rơi rớt là không có nữa. Rồi hai ngăn này rất rộng, đựng được tiền, thoải mái luôn. Và ở đây thì có những cái ngăn nhỏ để đựng thẻ ATM, căn cước công dân, những giấy tờ nhỏ nhỏ phía đây. Đây 1, 2, 3, 4, 5, 6 ngăn nhỏ phía trước. Kỳ Lân dùng chiếc điện thoại smartphone, Kỳ Lân sẽ bỏ vào. Rất rộng rãi. Này bỏ được 4 cái điện thoại luôn á. Rồi Kỳ Lân sẽ bỏ một cái Virtu Atterby màu đen vằn khối điểm vàng. Kỳ Lân sẽ bỏ vào đây. Hoặc là Kỳ Lân bỏ luôn vào đây. Hoặc là Kỳ Lân bỏ vào ngăn này. Rất rộng rãi thoải mái. Bỏ được 2 chiếc điện thoại cảm ứng rất to. Rất to và rất to. Mà cầm rất thoải mái và rất gọn gàng. Rồi Kỳ Lân sẽ để một chiếc Virtu cảm ứng và một chiếc Virtu Signature S. Cũng rất là gọn gàng, rất là vừa và rất là đẹp. Đây, 2 chiếc điện thoại Virtu. Và ngăn này mình có thể đựng tiền. Và các ngăn còn lại mình có thể đựng thẻ ATM, giấy tờ. 2 chiếc điện thoại, 2 ngăn. Để tránh trường hợp rơi rớt, vỡ hay là mất mát. Thường khi chúng ta đi đâu đó, chúng ta chỉ việc là mang theo một cái này là đủ rồi.
tất cả những giấy tờ cần thiết nhất để làm việc và điện thoại và tiền. Đi đâu với việc là vội vàng thì chúng ta cần chỉ việc là cầm một cái này lên và đi thôi. Chỗ đây, một người làm việc bao giờ cũng phải cần có một cây bút để ký giấy tờ, thì mình sẽ cần phải có cái này. Bởi vì cái điều mà hay quên nhất khi ra ngoài làm việc là hay quên cây bút. Nên chị đang thiết kế một cái ô, cái ngăn để bỏ cái bút vào đây. Rất là đẹp. Cây bút Vertu, điện thoại Vertu Signature S, Vertu Atterby và ngăn lớn để chứa tiền, đựng tiền. Các ngăn phụ đựng thẻ, căn cước công dân, ATM, giấy tờ nhỏ vân vân. Tất cả những cái vật dụng cần thiết nhất cho một cái ví cầm tay. Là đầy đủ rồi. Ra ngoài chỉ việc cầm theo cái ví này thôi là được. Khi đang ở nhà, đang làm việc mà có một việc gì gấp ở ngoài, chúng ta chỉ việc cầm cái ví này đi là đủ, không thiếu một cái gì cả. Không bị quên gì hết. Bởi vì Kỳ Lăng hay quên như vậy nên Kỳ Lăng đã sáng tạo ra mẫu sản phẩm này và để phục vụ cho tất cả quý khách. Chắc chắn rằng trong số tất cả quý khách đang xem sẽ có người hay quên giống Kỳ Lăng, đúng không? Và khi chúng ta dùng cái ví này, có một đặc điểm hay nữa là ví dụ như chúng ta đang ngồi cà phê, đang họp, đang làm việc thì chúng ta sẽ đặt cái ví cầm tay này lên trên bàn để đây. Và chúng ta sẽ dùng chiếc điện thoại mà chúng ta hay sử dụng nhất, chúng ta đặt lên trên này. Đó. Để tránh trường hợp là phải mở ra mở vô hoài khi có người gọi điện thoại đến. Hoặc là chúng ta úp điện thoại lại. Và cũng là một cái để tránh trường hợp bị trầy điện thoại. Khi chúng ta để điện thoại trên này thì đối tác hoặc là khách hàng hoặc là bất kỳ ai nhìn vô, nhìn vào thấy cũng rất là sang và giá trị luôn. Rồi khi chúng ta đi, di chuyển thì chúng ta lại nhớ ngay đến điện thoại. Bởi vì điện thoại nằm trên cái ví cầm tay này, bao giờ cũng đập vào mắt chúng ta và bao giờ cũng gây sự chú ý. Thì khi đi chúng ta chỉ việc là lấy điện thoại ra và bỏ vào thế này. Cũng rất đẹp, rất sang. Còn nếu như chúng ta thích nổi hơn nữa thì chúng ta sẽ để như này, sang trọng. Khi ai gọi đến, chúng ta chỉ việc là lấy điện thoại ra và nghe, bỏ điện thoại vào và chúng ta lại di chuyển đi. Cầm tay rất là sang. Lên ô tô đặt xuống, đến nơi làm việc đặt xuống, đến quán cà phê đặt xuống. Còn nếu như chúng ta di chuyển nhiều, cầm tay mỏi đúng không, thì mình sẽ lại dùng cái dây này. Ở đây có một cái chốt và đây là một cái khóa móc, móc vào thế là xong. Mẫu này thì Kỳ Lăng có làm clip rồi. Thực tế ở ngoài rất đẹp, rất đẹp, rất đẹp. Và khi Kỳ Lăng quay bằng video thì không thể lột tả đẹp hết được cái độ đẹp của sản phẩm. Và bao giờ Kỳ Lăng cũng nhận lại một câu từ khách hàng là: ủa em, sao trong video lúc em quay anh thấy cũng được mà sau khi anh nhận nó đẹp quá vậy? Bởi vì thật sự luôn, sản phẩm của Kỳ Lăng bao giờ trong video cũng là nhược điểm, không đẹp bằng thực tế ở ngoài. Mẫu này ở ngoài rất đẹp bởi vì đây là không phải màu đen mà màu đen ánh vàng, những cái bột vàng, những cái kẽ này rất đẹp, nhưng mà đưa vô video thì nó sẽ trở nên bị đen, mất cái độ đẹp của sản phẩm đi. Sản phẩm này Kỳ Lăng đã làm clip rồi, quý khách có thể xem trực tiếp tại kênh YouTube của Kỳ Lăng Luxury hoặc là trên fanpage Kỳ Lăng Luxury hoặc tại trên website kỳlăngluxury.com hoặc đến với showroom của Kỳ Lăng Luxury nhé. Tùy vào nhu cầu của quý khách khi đặt hàng, Kỳ Lăng sẽ thực hiện đúng theo công năng sử dụng. Ví dụ như là ở đây là có hai ngăn lớn, cũng y chang mẫu hết nhưng mà chỉ khác nhau công năng bên trong thôi, là cũng có hai ngăn lớn. Nhưng ở bên hông đây còn một ngăn nữa để đựng những giấy tờ thêm. Thì ngăn này Kỳ Lăng không làm. Thì tùy vào nhu cầu đặt hàng của quý khách, quý khách muốn thêm thì Kỳ Lăng sẽ làm thêm ngăn này. Hoặc là không có ngăn này thì tùy nha. Đây là Kỳ Lăng là chuyên custom làm theo yêu cầu của tất cả mọi người. Cũng có ngăn đựng bút luôn. Đây, Kỳ Lăng xin xỏ cái bút vào đây. Bên trong toàn bộ chất liệu này Kỳ Lăng làm bằng da Epson, một da rất nổi tiếng và rất sang của các hãng thời trang lớn như là Hermès, LV, họ cũng hay dùng. Da xịn chính hãng nha. Và đây, những điểm nhấn như chỗ cài đầu bút này sẽ có một cái điểm nhấn để bảo vệ, bởi vì da cá sấu rất là bền, siêu bền luôn, nên là sẽ làm một điểm tựa ở đây. Và kể cả phần dây
dây đeo cũng vậy, cũng là da cá sấu và một mặt là da Epsom. Bên trong cũng vậy, một mặt là bên trong là da Epsom, bên ngoài hoàn toàn là da cá sấu hết. Kỳ Lăng là đơn vị chuyên chế tác kích tâm tất cả sản phẩm thời trang da bằng da cá sấu. Vì vậy khi quý khách hàng có nhu cầu những sản phẩm đồ da thì có thể yêu cầu và đặt hàng Kỳ Lăng theo nguyên một bộ combo, có nghĩa là từ dây thắt lưng, ví túi, nón, túi xách, túi clutch, vân vân, giày, dép, dây thắt lưng, móc chìa khóa xe ô tô, dây đồng hồ, ví cầm tay không có đeo, ví cầm tay dài có đeo, dây thắt lưng, rất nhiều mẫu. Mà nói chung là quý khách thích sản phẩm gì, muốn sản phẩm gì làm bằng da cá sấu, Kỳ Lăng sẽ thực hiện cho đúng yêu cầu luôn. Ví dụ như đây là nguyên một combo, ví dụ như đây là nguyên một combo nè, đây là cái ví cầm tay dài và một cái ví cầm tay ngắn là cùng bằng một con cá sấu, làm được sản phẩm này và sản phẩm này luôn, nguyên combo này. Còn muốn nguyên combo full luôn, tất cả các sản phẩm luôn, từ dép, dây thắt lưng, túi dài đeo, ví và mũ, áo khoác, túi clutch. Vâng, và như vậy video clip giới thiệu về sản phẩm ví cầm tay, ví dài cầm tay bằng da cá sấu, có thể gọi là cái sản phẩm unisex đa năng, đến đây xin phép được kết thúc. Kỳ Lăng trân trọng cảm ơn tất cả quý khách đã dành thời gian quý báu của mình để ủng hộ Kỳ Lăng, để xem clip của Kỳ Lăng và đồng hành cùng Kỳ Lăng Luxury. Kỳ Lăng chúc tất cả quý khách thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe, luôn thành công, và hãy ủng hộ Kỳ Lăng bằng cách subscribe đăng ký kênh YouTube của Kỳ Lăng, cũng như like theo dõi trang fanpage của Kỳ Lăng, hoặc truy cập trang web kỳlanglaxury.com để xem những danh mục, những sản phẩm cập nhật liên tục. Kỳ Lăng trân trọng cảm ơn, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.